Ngày 2 tháng 11, Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng các đơn vị có liên quan, điều tra làm rõ ràng nguyên nhân cái chết của bé trai 15 tuổi ở trường mầm non Đô My Song trên địa bàn. Thông tin ban đầu, bé trai 15 tuổi được gửi tại trường mầm non Đô My Song ở Ba Bờ, phường Bình Hương Hoàng A, quận Bình Tân. Chiều 1 tháng 11, một số giáo viên của trường phát hiện cháu bé này tiến tái nên đưa vào bệnh viện. Bé trai 15 tháng tuổi sau đó đã tử chiến. công an có mặt ở hiện trường. Công an đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ ràng vụ việc. Được biết, bé trai tử chiến là con của một cặp bà xã chồng làm công nhân thuê trọ ở gần trường này. Trường mầm non nơi xảy ra vụ việc vừa thế hệ khai trương tuyển sinh vào tháng 8 năm 2019. Hiện vụ việc đang được điều tra.